dừng lại ngay. Và đây sẽ là top những lý do mà chúng ta nên mua iPhone 14 Plus trong năm 2024 nha. Đầu tiên chính là cái kích thước của màn hình thì rất là lớn luôn. Nó ngang ngửa với một em iPhone 14 Pro Max với kích thước là 6.7 inch. Màn hình lớn cho nên là mình trải nghiệm xem phim, chơi game là bao phê. Cùng với tấm nền Super Retina XDR OLED thì các hình ảnh hiển thị trên em này phải nói là bao nét luôn. Thứ hai đó là cái chiếc iPhone 14 Plus này thì sử dụng con chip Apple A15 Bionic, và tuy nhiên thì nó đã được nâng cấp xung nhịp cũng như là RAM so với lại là iPhone 13 series, cho nên là cũng sẽ không có thua kém gì so với lại là Apple A16 của iPhone 14 Pro Max nha. Nó vẫn sẽ mang đến cho người dùng cái tốc độ xử lý tốt 18-10 so với iPhone 14 Pro Max đó nha. Thứ ba đó là iPhone 14 Plus thì trang bị một cái viên pin cực kỳ lớn, mang đến cho chúng ta cái thời lượng sử dụng từ 20 đến 22 tiếng hơn luôn, và cái thời lượng của nó thì còn nhiều hơn so với em iPhone 14 Pro Max. Thứ tư đó là về cái cụm camera thì nó vẫn sẽ tương đồng và giống như là với iPhone 13 Pro Max, tuy nhiên là sẽ bị thiếu cái cụm cam tele, nhưng mà vẫn sẽ cho ra những cái bức ảnh đủ dùng nè, và những cái bức hình của nó thì sẽ vẫn rất là sắc nét. Nói chung iPhone 14 Plus thì thông số khá ngon, có nhiều cải tiến so với những cái dòng iPhone mà nó không Plus hoặc là không Pro nè, và giá của nó thì chỉ đang có khoảng là 14 cũ thôi. Vậy thì bà nào mà mình đang muốn mua một em máy với màn hình to, pin trâu cũng như là camera đẹp mà mình không đủ lúa để nâng cấp lên 14 Pro Max thì đây sẽ là một sự lựa chọn vừa tinh tế vừa kinh tế nha.